Tối qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra và bắt quả tang nhóm 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. 3 đối tượng gồm Lê Văn Hậu, 23 tuổi, trú quận Sơn Trà, Lê Thị Kim Ngân, 21 tuổi, trú quận Hải Châu và Bùi Thị Khánh Vi, 25 tuổi, trú huyện Hòa Vang. Vào thời điểm trên, tại một nhà trọ trên đường Trịnh Lỗi thuộc địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Công an thành phố bắt quả tang Hậu, Ngân và Vi đang tổ chức sử dụng ma túy, phát hiện trên bàn có một đĩa sứ chứa ketamin. Khám xét nhanh tại phòng trọ, phát hiện thêm 7 viên thuốc lắc và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận trước đó Hậu và Ngân đã thống nhất cùng mua ma túy về phòng trọ và rủ Vi cùng tham gia. Khi đang say sưa bay lắc thì cả nhóm bị công an thành phố bắt quả tang. Hiện Hậu và Ngân đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.